Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động số của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày nay Internet đã trở thành một điều không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Ngay cả các em nhỏ cũng đã được tiếp xúc với Internet và các thiết bị thông minh từ rất sớm. Có rất nhiều trường hợp trẻ em quá nghiện Internet, nghiện game, dẫn đến những tác động tiêu cực trong cuộc sống. Làm thế nào để các em có thể sử dụng máy tính như một công cụ, vừa để học tập, vừa để giải trí, cũng là để trang bị cho các em những kiến thức để có thể trở thành những công dân số trong tương lai. Đó là điều mà nhiều phụ huynh tìm kiếm và định hướng khi cho con tham gia vào các lớp học lập trình. Đây sẽ là chủ đề trong chương trình Chuyển động số ngày hôm nay. Nhiều người, lập trình luôn là một công việc nghe có vẻ khó khăn, phức tạp. Bởi ngay cả với các bạn sinh viên thì việc học hay viết những dòng mã cốt vẫn luôn đầy thách thức. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thế giới lại đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ số, thì cùng với ngoại ngữ, lập trình đang dần trở thành một thứ ngôn ngữ mới mà bắt buộc nguồn nhân lực chất lượng cao sau này phải có. Và trên thế giới, lập trình là một ngôn ngữ mà trẻ em phải trang bị cho bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Tại sao chúng ta lại gọi là ngôn ngữ? Tại vì ngôn ngữ dùng để giao tiếp, đúng không ạ? Thì ở trong cái thời đại công nghiệp 4.0 như hiện tại thì tất cả mọi thứ xung quanh ta đều sử dụng công nghệ. Học lập trình nó là cái ngôn ngữ bắt buộc trong cái thời đại tiếp theo, tại vì chúng ta không thể nào mà không giao tiếp với những cái thiết bị công nghệ xung quanh chúng ta. Và khi chúng ta giao tiếp được với những cái thiết bị xung quanh chúng ta ấy, thì chúng ta mới có thể là sử dụng hay là ứng dụng nó hiệu quả vào trong những cái công việc của mình. Tại Việt Nam, những lớp học về lập trình, robotics như thế này đang được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Điều này xuất phát từ chỗ các cha mẹ đã bắt đầu nhìn thấy giá trị của việc cho trẻ làm quen với ngôn ngữ lập trình từ nhỏ, qua đó rèn luyện tư duy logic và thấu hiểu thế giới công nghệ. Họ cũng đánh giá cao vai trò của công nghệ thông tin với việc giáo dục phổ thông và muốn con cái được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Cháu ở nhà rất thích lắp ráp Lego, lắp ráp siêu nhân tàu máy bay ấy. Nên là về đây về được học về cái lắp ráp về các cái máy làm sạch biển làm sạch cũng kiểu như là một phần của lắp ráp Lego, nên là cháu rất hào hứng đi học. Tôi nghĩ là quan trọng là sở thích và đam mê của cháu thôi, và thứ hai là cái tương lai của xã hội thì thời đại 4.0, 5.0 hoặc 6.0 thì gần như ai cũng sẽ dùng máy tính hoặc là tự động hóa từ rất là sớm, hoặc là sau này xã hội gần như sẽ tự động hóa gần như hoàn toàn, nên là cho cháu tiếp xúc sớm thì cháu sẽ thích nghi sớm hơn. Thực ra thì cũng nhìn thấy thời đại 4.0 thì hai nữa là cũng dựa trên cái sở thích của con. Con cũng có một cái đam mê về xe rồi là cũng như là về kỹ thuật. Thì chính vì những cái đam mê của con mà cuối cùng vợ chồng tôi cũng quyết định là cho con theo học về công nghệ. Về để cũng thích tìm hiểu về những cái công nghệ mới, cũng như là đi lắp ghép robot phát triển trí tuệ. Đây là lớp học ngôn ngữ lập trình Scratch của Học viện Công nghệ Teki. Khác với nhiều lớp học truyền thống, tại đây các em học sinh không hề có giấy bút, sách vở. Hành trang của các bạn là những chiếc máy tính. Mới 9 tuổi và theo học ở đây 1 năm, nhưng em Nguyễn Phúc Vinh đã có thể tự làm được cho mình những sản phẩm game đầu tay. Ở lứa tuổi của em, không nhiều bạn có thể làm được điều thú vị này. Con cần phải mũi tên trà, phải mũi tên trái để di chuyển cái bát để hứng quả táo. Con sẽ lập trình xong một cái trò chơi này, nếu mà hứng được một quả, chỗ support này sẽ lên thành một, hứng được một quả sẽ thành một, hứng được hai quả sẽ thành hai. Cứ như thế sẽ được, nếu hứng đến 100 quả thì là được rồi, phải chơi lại từ đầu. Còn đây là sản phẩm robot Tekit của em Tăng Tuấn Vĩ. Con học về cách chế tạo rất nhiều loại robot và là cách lập trình. Con robot này là được dùng để làm nhiệm vụ bảo toàn năng lượng, và con này có một cái trục xoay để gắn vào cái chỗ bên kia để xoay để mở tấm pin năng lượng. Bên này có một cảm biến gyro là dùng để chỉ hướng, và hồi xưa là con thường dùng nó giống như là nó đang đi thẳng, nhưng mà mình đẩy nó quẹo qua bên thì nó sẽ tự động quẹo lại đi thẳng theo đường nó đã đi. Ở đây có hai động cơ lớn giúp nó đi lại. Ở đây có
một động cơ trung bình giúp nó xoay cái trục. Và ở đây có một bộ não để điều khiển tất cả và những sợi dây để nối lại với nhau và rất nhiều thứ. Ráp con này cũng mất tầm khoảng 10 phút, con nghĩ vậy. Con thấy công sức chế tạo mấy con robot này xứng đáng với công lao của thầy cô và công sức của con. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều các lớp học đang được tổ chức tại Học viện Công nghệ Teki. Nắm bắt được tâm lý của trẻ, đại diện Teki cho biết khi đến đây các em có thể vừa học vừa chơi, tức là vừa học lập trình vừa chơi game. Thông qua cách học mở này, học viên sẽ biết được những vấn đề cơ bản của lập trình, tư duy cơ bản của toán học, cải thiện tư duy về vật lý, logic. Đồng thời, Teki cũng trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0 thông qua các bộ môn như lập trình và phát triển ứng dụng, robotics, công nghệ 3D và multimedia. Đối với từng độ tuổi thì tôi cũng sẽ có từng cái phương pháp dạy khác nhau. Và đối với độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi học lớp hiện tại đây thì các bạn cũng khá là nhỏ và chưa tiếp cận với lập trình bao giờ. Thì tôi cũng sẽ có một cái hướng cho các bạn có thể là dễ nhất để các bạn tiếp cận và hiểu nhất. Thì cũng như là lập trình các bạn cũng sẽ được học qua những cái câu lệnh được mã hóa rồi. Và các bạn chỉ cần điều khiển kéo thả để có thể thực hiện các cái nhiệm vụ. Nghĩa là mình sẽ kết hợp chúng với nhau để tạo ra các cái nhiệm vụ cho cái phần lập trình cũng như là điều khiển robot. Bên cạnh đó, quá trình học tập tại Teki sẽ hoàn toàn do các em tự chủ. Mỗi học sinh sẽ có thời gian thử tham gia một vài lớp trước khi quyết định công nghệ nào sẽ hấp dẫn, phù hợp với các em nhất. Các lớp học có quy mô nhỏ từ 3 đến 8 em. Nội dung được phân phối thông qua các dự án teamwork nhằm nâng cao khả năng thuyết trình cũng như làm việc nhóm. Về kiến thức là các bạn sẽ phải hiểu được những cái kiến thức nền tảng về lập trình, hiểu nhiều loại công nghệ. Chúng tôi không tập trung quá nhiều về một loại công nghệ mà chúng tôi mong muốn là các bạn hiểu rằng những sản phẩm công nghệ mà chúng ta đang sử dụng bây giờ là sự tổng hợp, sự kết hợp của rất nhiều loại công nghệ khác nhau. Đấy, vì thế nên chúng tôi muốn các bạn học sinh là các bạn được trải nghiệm nhiều loại công nghệ nhất có thể để sau này khi các bạn lớn lên, các bạn đi sâu về một cái nền tảng công nghệ nào đó, các bạn có cái sự lựa chọn rõ ràng hơn cho cái việc là học đại học cũng như là những việc học sau này của các bạn. Mỗi học viên tại Teki có 80% thời gian để thực hành các kiến thức công nghệ, trực tiếp tạo ra các sản phẩm theo từng bộ môn học. Khác với những môn học phổ thông truyền thống, học lập trình không chỉ giúp các em có được những kỹ năng cần thiết, mà còn khiến trẻ học được cách lý luận, hiểu được logic hoạt động của sự vật, nâng cao khả năng tiếp thu các lĩnh vực khác. Học công nghệ là không phải chúng ta đi làm một công nhân công nghệ mà chúng ta sẽ là học để là một người làm chủ công nghệ. Thế nên những cái kỹ năng ví dụ như là sáng tạo này, những kỹ năng là việc nhóm này, khả năng trao đổi cũng như là khả năng phân tích vấn đề, đó là những cái kỹ năng rất là cần thiết trong thời đại 4.0 cũng như là thế kỷ 21. Thế nên là chúng tôi đầu tư cái thời gian cho các bạn học sinh trong buổi học của mình rất nhiều vào những cái kỹ năng như thế này. Được biết mới đây, Học viện Teki được vinh danh là một trong 14 mô hình tiêu biểu toàn cầu về nền giáo dục 4.0 tại Hội nghị Thượng đỉnh Davos của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ và cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục EdTech Leadership tại Giải thưởng EduTech Asia 2019 tổ chức tại Singapore. Điều này cho thấy phương pháp giáo dục mà Teki áp dụng đang được quốc tế đánh giá rất cao. Đây cũng được kỳ vọng là dự án sẽ tạo nên tầm ảnh hưởng không nhỏ và đem lại một làn gió mới cho nền giáo dục Việt Nam, đào tạo, nuôi dưỡng đam mê của những lập trình viên tương lai. Lập trình là một công cụ để rèn luyện trí thông minh cho trẻ nhỏ rất tốt. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã cho con tiếp cận rất sớm với các loại ngôn ngữ lập trình khác nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một ngôn ngữ lập trình phù hợp với độ tuổi của các bé không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là với những bậc phụ huynh không phải là dân chuyên trong lĩnh vực này, vì lập trình cho trẻ em không giống như người lớn, không thể nào dạy luôn cho trẻ cách viết những dòng code hay là những mã lệnh như lập trình viên thực thụ được. Chính vì vậy, nếu đang băn khoăn, chưa biết loại hình lập trình nào phù hợp với con mình, thì xin mời quý vị hãy tham khảo những ngôn ngữ lập trình được thiết kế riêng cho trẻ em ngay sau đây. Alice là một dạng ngôn ngữ lập trình có nền tảng giáo dục tốt, dựa trên đối tượng nguồn mở. Đây là một loại ngôn ngữ lập trình miễn phí, dùng để chỉ dạy và hướng dẫn các khái niệm lập trình.
Alice cho phép trẻ em tạo ra các trò chơi hoặc hình ảnh bằng cách lập trình các chuyển động của máy ảnh, các mô hình 3D và các cảnh bằng cách tiếp cận quen thuộc của các hình khối xây dựng. Điều này giúp trẻ nâng cao hiệu quả, học đi đôi với hành. Không chỉ dừng lại ở đối tượng là trẻ em, mà Alice còn cung cấp các công cụ và tài liệu bổ sung cho việc giảng dạy ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Là dự án của Google với nguồn mở, thường chạy trong trình duyệt web, Blockly là một ngôn ngữ lập trình thân thiện với trẻ em và một thư viện JavaScript để tạo ngôn ngữ lập trình và chỉnh sửa khối hình ảnh. Khi sử dụng ngôn ngữ này, trẻ sẽ thấy được mã dọc theo cạnh của màn hình khi liên kết các khối với nhau, đồng thời có thể thay đổi ngôn ngữ lập trình để kiểm tra hay xem sự khác biệt về cú pháp ngôn ngữ cho cùng một chương trình cơ bản. Điều này giúp trẻ em dễ thao tác và xử lý các lỗi thường gặp. Có thể nói Scratch là một trong những ngôn ngữ lập trình cho trẻ em khá đơn giản, bởi vì đây là ngôn ngữ hình ảnh có đủ chức năng và các tùy chọn có thể tạo ra hình ảnh động, câu chuyện tương tác, nghệ thuật hoặc âm nhạc. Đặc biệt là Scratch có thể được hiểu hoàn toàn thông qua thao tác các biểu tượng đại diện cho các lệnh, vì thế trẻ em dễ sử dụng mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc đọc và gõ. Hơn nữa, đây là ngôn ngữ lập trình miễn phí, giúp trẻ em có nhiều trải nghiệm, tạo nền tảng tốt để theo đuổi các loại ngôn ngữ khó hơn. Codeology được phát triển bởi công ty IntelliTech tại Israel. Đây là môi trường trực tuyến để học STEM và học lập trình dành cho trẻ em thông qua việc lập trình một robot ảo thực hiện nhiệm vụ. Khi tiến bộ, trẻ em có thể học nhiều hơn về code Java cơ bản. Đây cũng là môi trường tuyệt vời, vừa là giải pháp vui và thú vị để rèn luyện kỹ năng trong thế giới công nghệ. Bên cạnh học thêm về lập trình căn bản và lập trình robotics, thì trẻ em còn có thể học thêm về toán, kỹ thuật, đồng thời cải thiện khả năng tư duy logic, tư duy thuật toán, rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cùng với tư duy sáng tạo, cải thiện trí nhớ hiệu quả. Twin là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, giúp trẻ kể những câu chuyện của mình một cách sinh động hơn. Với Twin, trẻ không cần phải viết bất kỳ một đoạn code nào, nhưng có thể mở rộng nó với các biến, điều kiện logic, hình ảnh, CSS và cả JavaScript, giúp trẻ tiếp cận và làm quen với các ngôn ngữ thiết kế web cơ bản này. Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học cho trẻ em, có mã nguồn, bố cục trực quan và dễ hiểu. Vì thế, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, trẻ em sẽ có ít trở ngại liên quan đến việc học cách lập trình. Ở ngôn ngữ lập trình này sẽ có nhiều chức năng phổ biến đã được tích hợp. Chính vì vậy, ngôn ngữ lập trình Python trở thành một ngôn ngữ rất tuyệt vời để trẻ em tìm hiểu và học tập, phát triển trí thông minh của mình. Vừa rồi là những ngôn ngữ lập trình cho trẻ em mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo để tìm ra loại ngôn ngữ lập trình hữu ích và phù hợp nhất với con mình. Sở thích mỗi trẻ là khác nhau, vì thế các bậc phụ huynh hãy ngồi lại cùng bé để trò chuyện với các con, để hiểu được mong muốn và sở thích của con và cùng con lựa chọn một ngôn ngữ lập trình đúng với sở thích của mình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.